chúng ta đã thấy núi từ xa xa. Ở đây không cho chạy xe qua cầu nha các bạn. Ui, ở dưới đây nước trong tới mà thấy được nhiều cá luôn các bạn. Nè, quá trời nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay một vòng. Quý anh chị và các bạn đang được tham quan hang cá sấu, ngụ trên đường số 11, ở xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đây là hệ thống hang động tự nhiên. Đây là đất đã hóa thạch rồi nè các bạn. Mình nhìn thấy có rất nhiều cái loại cây sống ký sinh trên vách đá. Mọi người đang ngồi bích lối đi, mình sẽ xin đi vào từ cái lối này. Đang vô đó nha. Wow, trong đây còn sâu quá. Ở trong đây không có đèn, nhưng được những cái ánh sáng tự nhiên từ những cái gốc hang. Đây. Mình đang ở giữa hang rồi. Chúng ta đi theo cái lối bên đây thử. Có rất nhiều cái ngã ba,
Không biết là mình nói chuyện ở đây thì tiếng nó có lọng hay không, nhưng mà mình có cảm giác là gió nó không có thổi vô trong đây một cách thụ thụ. Mình đi trà, mời đây nha. Ở phía đây là một cái lối đi vào nữa, có hai lối để vào để hang cá sấu. Mình sẽ chụp lại những cái bức ảnh bên trong để mọi người cảm rõ hơn về hệ thống hang động ở nơi đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra. Chưa kết thúc ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá một cái hang động khác nữa, cách đây không xa. Hang mà chúng ta sẽ tham quan rộng hơn hang cá sấu rất nhiều, đó là một cái khu di tích lịch sử. Con đường này thì còn khá mới, đây là con đường duy nhất đi đến đó. Rồi, đến nơi rồi. Ở đây có hệ thống hang khá lớn, có đường mòn dành cho xe máy. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy một vòng tham quan nhé. Hang Mo So là hệ thống hang động dưới chân núi Mo So, thuộc thị xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, cách trung tâm thành phố Hà Tiên 27 km. Nãy giờ chạy một vòng thì mình thấy nơi đây có khá nhiều chỗ thích hợp để tổ chức cắm trại và dựng trại. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau nhé.